Cũng trong chiều nay tại Điện Biên, đoàn đại biểu của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1. Với lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần dũng cảm, kiên cường, bằng máu xương, bằng tuổi thanh xuân, các anh các chị đã đem máu đào nhuộm đỏ thêm màu cờ Tổ quốc, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 lịch sử. Đoàn đại biểu Bộ Công an đã thành kính tưởng nhớ và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã dâng hiến trọn đời mình cho Tổ quốc, cho nhân dân. Trong không khí trang nghiêm, xúc động, đoàn đại biểu bày tỏ lòng kính trọng những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Khắc ghi công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, lực lượng công an nhân dân nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, hết lòng, hết sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.